Rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái video khác ha. Video này Ngân sẽ báo giá cho mấy anh chị. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ báo giá một cái cây mấy cho mọi người nha. Hôm nay mình sẽ báo cây cây này, hôm nay mình có cây nhà mới 100 100. Rồi cây này, cây này bữa nay có rễ lên màu nè, 150. Trong cái chậu màu xanh, cái chậu là 35 đồng, $35 for the pot. Shipping luôn cây luôn chậu là 50. Cái quái tóc rất bự nha mọi người. Hàng va bông đẹp. Rồi tới cây cây này. Cây này chị Hương có nè. Chị Hương là màu rất là đẹp. Cây này 90 đồng nha mọi người. Cây này rất là khó kiếm, khó trồng nha. 90 đồng, rất là khó kiếm và khó trồng. Hồi xưa là người ta có cây ghép thôi, còn cây này là nguyên một cluster 90. Cái chậu là 30. Nó sẽ là màu đỏ đỏ. Cây lên đỏ. Đỏ. Cái này 250. Cây đục biến này ha. Yeah. 250. Cây này là 150. 150. Nó là của cây này nha mọi người. Cái bông này không đúng. Nó là của cây này mà cây này không khác. Cái hàng va nha mọi người, nó chỉ bị bơi nắng thôi nhưng mà nó là có full rất thật rồi. Cây này ta mang xuống tại vì nó bị nắng thôi á. 150 nha. Rồi, cây này là 80. Cây nào 80? Cây kim màu đỏ. Cây này 80 AT dollar. Rồi cây chết anh em 180. 180. Đẹp lắm luôn. Còn cây này là màu cam 60. 60 dollar. Còn cái hàng chùm này là 50. 50 dollar. Cây này là plastic 290 đồng. 290. Cây này thì là 250. 250. Cây này là 550. Hả? 550. Cây này 550. 550. Cây này một trăm chín, 190 đồng. Cái này là 90. 90 dollar. Cây này là 70. 90 dollar. 70 dollar. Không, sorry, cái này nó bị bên thôi chứ nó không có bị gì hết nha, nó có rễ rồi, nó bên thôi. 70 đồng, hàng va, bộ này ti cấp luôn, 70 luôn, ti cấp vary định, 70 dollar. Cái này hàng va luôn nha mọi người, có quá trời baby luôn nha. 70. Ở đây nó có rất là nhiều hàng va, ở này cũng ti cấp luôn nè. 70. Khó kiếm hàng ti cấp lắm nha mọi người, khó kiếm hàng ti cấp lắm nè. 70 luôn. 70 dollar. Nè cái này nó đẻ ra nhiều baby lắm nè mọi người, nè ti cấp mà variegated. Cái là một móng tay thôi mà thân thụ 7 màu. 70, quá trời baby luôn nè, đẻ ra quá trời baby luôn.
40 đồng. Sau cơn mưa em tỉnh rồi đó, chứ không em khô lắm. Còn cây về 90 một cây. 90 $90. All right, 90. Khoai fresh này 150. 190. Cái này 150. Cái này là 280 đồng. 280 dollar. Cái này là 300 đồng. 300 dollar. Cái này là 200. 250. Cái này là 250. 252. Cái này rất là bự, 400. Bự lắm. 400. Cái này mà thay chậu chắc đẹp lắm nha mọi người. Cái này có rễ rồi nha mọi người, rất là bự luôn. Cái này rất là bự luôn mà có rễ rồi. 400 đồng nha mọi người. Cái này mà thay chậu chưa đi rất là đẹp. Một gang tay, hai gang tay, ba gang tay, bốn gang tay. Nha. Còn cây này thì cái màu gì rất là ngộ. Cái này 200. Cái này sẽ là màu vàng chanh nha mọi người. 200. $200. $190. Cái này là 80. $80. Mấy cái hàng này là hàng fully rooted cho nha mọi người. Còn cái này là giúp ban cái bự. Giúp ban cái bự nha. 250. $250. 250. $80. Cái này là chưa tính chậu nha. Cái này 30. $30. $30 là 30. Cái này là hàng ba 90. $90 for the plant only. Ờ. The pot 20 nữa là 100. $20 for the pot. Ờ, rồi, cái này. Cái này là màu đỏ. Cái này là 100. $100. Này nó đứt chỗ này nha, nó nói là 100 nha. Nó đứt ngay góc này nè. Nhưng mà góc này mình tách thành một cái fret luôn đi. Rồi. Cái này. Cái này là 80. Cái fret này là 20. 180. Còn cái này là 20 nha. Cái fret này là 80. Nó là màu đỏ. Cái fret nhiêu chứ? 20 ạ. Cái này là này, giống, ai muốn lấy cái giống của cây này thì là $20. $20. Còn Ngân sẽ chỉnh dáng khúc này đi luôn. Là biết nhiêu? Cái bự nhiêu? 80. $80. Ok. Cái này bông nhỏ nha chị, màu đỏ. Cái này là fully rooted rồi nha mọi người. Cây này 80 nha. $80. Tại vì nếu mà giữ khui cái đó cũng không đẹp bằng cái này 20. Ok, tiếp tục.
cái này cái dáng đẹp lắm mọi người, cao có 200 triệu. À, cái Dollar Tree nè, cái Dollar Tree 100 cây trên nè 600 đồng. Xích thần rập đơ là xích thần rập đơ là một gang tay, hai gang tay, ba gang tay, bốn gang tay, năm gang tay. No, tao đo ngang chứ không phải. Một gang tay, hai gang ba tay, gang. Ba gang tay. Cái này giờ hạn bự, sai bự gì hơn kiếm được. Rồi tới cây peacock vàng. 450. Peacock hàng vàng, cái này hàng vàng chưa? 450. Cái này là 80 dollar. Cái này là 100 dollar. À, còn cái này là, ở trên đây là 90. Con cá black roll on the side 90 dollar. Có cá black roll này. Cái này là 130 130. Quan hăng nãy nó nhiều cây, nhiều cây 100. Quan hăng rạch đó là pha đập plan. Không bán cái chậu là 250. Ai muốn mua cái chậu thì lấy cái chậu này 250 đồng. The park handmade. Như hăng rạch 50 pha đập park. Ồ, còn cây này là 100. Cây này là màu. Cây này cánh tròn, bữa nay là màu nè, trắng hồng vàng, cánh tròn 100. Rồi còn cây này là 80. Cây này là 80 nè mọi người. Ai thích cái màu này lấy cái màu này. Còn cái crest này là ồ, cái crest này có màu đẹp quá. 250 mọi người. 250. Chưa tính chậu mọi người. Cái chậu 60 đồng nữa. $60 for the pot. The plant 150. Còn cây này là 600. Xích thân rập đó là pha tích ra. Cái này là 90. 90 rồi. Rồi, ok. Mình sẽ qua mấy cây nữa. HG 50. $50. Chưa tính chậu nha mọi người. The park not in promotion. 50. Cái chùm này đẹp nè. 75 đồng. $75. The plan only. The plan only 75 đồng. Chùm AK. Rồi còn cái chùm này thì là 100 đồng. Nhiều. $100 for the plan only. $65. Cây này là va nhiều chỉ cấp nha, 80. $80. Cái này là crest big bang. 150. Dollar Tree nha. Dollar Tree nhà bonsai trồng lâu rồi nha mọi người, 60. $60. Trồng lâu rồi. 60 đồng. Cây luôn trọng nguyên đống này là 30 nè. $30 for the whole set. Whole set. Chậu Hàn Quốc, bông Hàn Quốc. Ô dễ thương lắm nè. Hàng ba 30 đồng nguyên cây luôn trọng nha. Nguyên cây luôn trọng thì ship bên cái này là 115 nha mọi người. Đẹp rất là sang luôn. Rồi còn cây này là 80 đồng cây bự. $80. Cái này 80 nha. Nó là hàng va lên màu hồng. 80 đồng. 80 đồng có rẻ rồi nha mọi người. Cái này bán rồi. Sẽ ship cho chị nha. Cái này là 150. 150. Hàng va.
100 là còn hoài. Nó nhỏ. Cây đó nhiêu? 100 đô. $100. Cái này bồ đu chính gốc luôn mà. Bồ đu hấp môn. Không biết lên lớn lên nó đẹp cỡ nào mà sao cái này mua mắc lắm mọi người. Mua bị mắc. Nhưng mà còn có cây cuối cùng cho nên là mình để giữ coi nó sẽ lên như thế nào. Tại vì bên cái hãng này thì nó cây này là vua đùi cho nên để mình coi cho nó lên màu như thế nào. Ok rồi, giờ tới cái nào? 120. Cây này 120. Ồ, yeah. Ok. Cái này dễ thương vậy. Ờ, 80 nè. 80 dollar. 80 mà chưa có tính cái chậu nha. 80 dollar for the plant only. Năm chục nha mọi người. $50. Cái này là mùa hè nó úp lại như là bông hồng màu đỏ, đỏ lét luôn nha. Như là một cái riêu bông hồng luôn nha mọi người. Còn cái chậu này là 5 đồng nha. Cái này chậu có chữ Hàn Quốc đàng hoàng luôn. Ồ, một rô bữa nay lên màu mới, đã nắng có hôm mà lên màu cưng chưa. 25 đồng nha mọi người. Cái này màu rô. Màu rô 25 đồng. Black Pro nè, cái này Black Pro nè. Black Pro nè của local. Ồ, cái này. Con lắng rồi, bỏ đi. Nè, cái này nè, 20. $20. Cái này là 80. $80. Cái này hàng van nè chị ơi. Cái này là Star Purple 100, teacup 100. $100. Còn cái này cũng hàng va luôn. 90. Cái này là Star cũng hàng va luôn, cái này là sống rồi nha mọi người. $90. Cái này lớn lên đẹp lắm. Hồi sáng mới bán cho khách trên cây, rất là đẹp luôn. Hồi sáng chị mua một cây, chị coi đây còn cây này, chị đang lúc trên pho nè, chị qua lấy luôn đi. 90 đồng là chị giá. Hồi sáng chị mới lấy một cây, giờ còn cây nữa nè. Cây này là double fresh nè. Chị ghép chung với cây cô chị đang lấy là thành tổng bộ ba, rất là đẹp nha. Em đang nói chuyện với cái vị khách hồi sáng mới lấy cái cây này. Cái này là 20. $20. Cây này là màu đỏ ha. 20 bông hồng. Cái này là 70. $70. Cái này cũng hàng va luôn. Oh my god, cái dáng đẹp nha. Nó mới tỉnh lại thôi mọi người. Cây này mới tỉnh lại thôi. Cây này là Black King Kong mà tiêu cấp ha. Dáng đẹp, Black King Kong teacup 200. Black King Kong teacup mắc tiền lắm mọi người. Mà cây này khó sống lắm. Lúc mà nó mùa hè nó úp lại như một bông hồng đỏ. Mà cái bông hồng đỏ này là hàng teacup mà có va. Cây này là không bị gãy, không bị gì hết. Không hề gãy, không hề gì mà dáng cũng đẹp nữa. Cái dáng đẹp lắm, tay chậu sẽ đẹp nổi lên. 200 như hàng va teacup, hàng hiếm. $10. Everything 10 đồng. Hết không? Single head là 10 đồng. Oh, single head, sorry. Single head $10. Fully rooted nha mọi người. Mấy cây này là của đại hàng. Super cute luôn. Nè, có cái màu cứng nhất luôn. Cứng nhất cứng ngơ luôn, 10 đồng. Cái này cũng $10 không? $10 luôn. Ok. $10 cái single head là $10. Cái single head là $10. Cái này dễ thương đó mọi người. Cái này mà bỏ vô cái chậu chu Hàn Quốc rất là đẹp nha. Cái này để cho mọi người. Hồi nãy em có chỉ cho làm trồng cây á. Nè coi root nè. Mình bỏ vô cái chậu 15 đồng của em hoặc 10 đồng nó sẽ đẹp nha. Cái này để mọi người 30 nha. $30. Cái này thì để cho mọi người là lên chuân đỏ luôn nè. Hàng va nè. Cái này để cho mọi người 40 đồng. Nè, cái chân của nó là màu đỏ luôn nè mọi người.
ngộ chưa, 40 đồng nha. Còn cái này hàng ba luôn nè, mà cái này khó nuôi lắm cho nên là mọi người chưa có lấy được đâu nè. Cái này cũng hàng ba, khó nuôi lắm. Cái nào khó nuôi thì em nói khó nuôi để khỏi lấy. Ok, cái này đẹp nè, 25 đồng Duster. $25 25 đồng cây này, đẻ ra quá trời baby luôn nè. 25 đồng nha, $25 Duster. Nguyên cái đống này là bán cây thôi, không bán chậu nha. Cái chậu này là 20 đồng ha. Còn nguyên cái đống cây này là 40 đồng. $40 for the plant. Everything trong cái đống cây này là 40 đồng. The pot, $20. Trồng lâu lắm nó mới lên cái màu này nha mọi người. Rất là lâu nha, không phải muốn lên được cái màu này là lên liền trong năm nốt nhạc thôi nha. Mất một năm hơn á. Một năm hơn á. Bé này 10 đồng. $10. Bé 10 đồng ở lót nha. Sẽ có rất là nhiều bé 10 đồng. Thì bà con nào ở phương xa hoặc là ở local tới chọn thì có rất nhiều bé 10 đồng ha. $10 for the single hat. Nếu mà chụp hình cho em chợ cây nào xong rồi trả tiền cho em thì pick up ở San Jose, em bỏ trước cửa nhà em và mọi người tới San Jose là chỗ đường Center lấy cây nha. Cái này 55 đồng. Còn mọi người cứ thích cái gì em chụp hình cho em. $25 hả? Yes. No, $25. Oh, $25, sorry. Cái đó là hàng qua chiều Paris. Oh, okay. Hàng quý. Mọi người thanh toán vậy, tiền cho em xong, em bỏ đồ của mọi người ở trong cái thùng để đặt trước cửa nhà ở đường Central. Thì ai ở khu Central á, cứ tới lấy pick up ở đó ha. Còn ai mà pick up ở đường giữa tịch Wholesale Flower thì gọi điện thoại cho em trước một tiếng nha. Ông thôi không gặp được em đâu. Gọi điện thoại cho em hoặc nhắn tin cho em là mấy giờ tới lấy là em sẽ sắp xếp em ở tiệm em cho mọi người tới lấy ha. Rồi còn San Jose thì pick up tại San Jose thì cứ trả tiền em là cứ tới lấy cây ha. Cho nó không có bị mất thời giờ đi tới đi lui á. Rồi đợi chờ em không biết em lúc nào xong. Cứ nhắn tin cho em là cái này chụp hình xong trả tiền rẹt là để trước cửa nhà phố tới lấy. Không cần phải gặp em luôn. Dạ, rồi ha, tiếp tục tới mấy cây bên đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu mấy cây khác giả tiền cho mọi người chơi ha. Cây này đẹp quá trời luôn nè. Hàng va nè. Cây này 100 đồng ha. 100 đồng mà dáng rất là đẹp, mà fully rooted rồi nha, 100 đồng. Bên trong cái chậu vàng đó 40 đồng, rất là đẹp. Ai muốn chơi đó, thì lấy cái cây màu vàng đó, cho cái chậu vàng đó mới 40 đồng. Này, đó, đẹp lắm. Là cây với nha, chậu 10 đồng đó là 50. $50 for the whole set. Yellow pot and $50 for the whole set. Có sưu tầm gần trên 300 mẫu crack different loại, cho nên mọi người ai muốn tập chơi crack thì liên hệ với Ngân Ngân sẽ chia sẻ cho mọi người 300 loại different nhỏ cho mọi người chơi ha. Rồi còn ai mà muốn chơi crack collection những cái loại quý hiếm thì cũng liên hệ với Ngân luôn. Rồi cái cây này. Cây này khó trồng lắm mà, 150. Cây này fully rooted, đã đến thời kỳ mình phải thay chậu chui đi cho em đẹp đó mọi người. Cái cây này nè, cũng khó trồng lắm á. Thấy không? Cây đó 150. Cây là màu đỏ, mà lúc mà mùa hè nó sẽ đang hồi lui. Nó lên hai lần màu. Cây này thì là màu cam quá đẹp mọi người. Màu cam. Đó, còn màu cam giữa. So cute. Rồi đó mọi người ha. Rồi cây... cây này lên màu hồng, đẹp quá à. Cây này 600 đồng nha mọi người. Rất là bự luôn, 600. Nằm trong cái chậu chui đi. Nè, có cái màu lên cưng chưa? Ồ, vậy cây này nãy chưa nói giá. Cây đó 550. $550. Cây này 550. Cây này màu đang lên nè. Bông hồng. Nè, có vàng. Cưng chưa? Cưng. Nè, cái nó lên nè. Nó có chấm chấm chấm, dễ thương lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Rồi, trái cây nào hả? Ông cái này nè. Cây này là hàng Fred thịt ba nè. Cây này nhiêu? Cây này là 390 đồng. 390. 390 đồng. Cái lượng sống lượng. Ooh.
cây kiếm xanh 200. 400 mọi người ơi. Bự lắm. Cây này rất là đẹp, bông đẹp quá trời luôn, 400 đồng rất là bự. Cái chậu này bự lắm nha mọi người, 100 lần nha mọi người. Hình như tuần bữa giờ chưa có quay cái dải bên đây. Đi xuống dải bên đây đi. Cái chỗ này nè. Đợi em chút xíu, đợi em chút xíu nha. Đợi em chút. Này, mấy cái dải này mấy bữa chưa có. Cái dải ở ngoài hay dải trong? Đây. Ồ, dải này hả? Ừ. Ba không à. Người bán rồi bỏ xuống. Ồ, bé này lên màu cưng xỉu luôn. Cái này là tea cup Jelly Bean Variegated nha, 150. Hàng bonsai. 100. Cái này be ready để đổi cho chậu 3D rồi. 150. Cái này thì là 90. $90. Cái này thì 100. 100. Tất cả tụi này đang lên màu 100. Cái này nó sẽ lên màu vàng cam. Tea cup. Cái này 100. 100. Cái này là màu đẹp. Cái này là Intention Va 130. Đây là ngăn mất có khách rồi nha. Con quay mấy cho mấy anh chị ngắm. Mấy anh chị thấy thích cây nào thì chụp hình cho Ngân. Bây giờ mình có những cái hàng chùm của tea cup Blacking Con tea cup nha. Cái này là 80 đồng. $80. Hàng tea cup. Cái này là Shy 80 đồng. $80. Những cái loại này là những có rễ, fully có rễ, fully rooted rồi. Cây red này là Impenting fully rooted có rễ rồi nha mọi người. 130 đồng. $130. Tea cup Fendai 90 đồng. $90. Pin hoa nè 90 đồng.
pin white nè mà tư cấp nha, có nhiều màu lắm. Những cây này là những cây rare 90 đồng. Scarlet in 80 đồng. Hay chi cho là Fiesta màu tím 100 đồng, cây này bự lắm. 100 đồng. 100 đồng. White wheat 80 đồng. 80 đồng. Green Princess President cây này cái hàng rare 90 đồng. 90 đồng. Hồng Giang tư cấp 70 đồng. 90 đồng. Hồng Giang tư cấp 70 đồng. 70 đồng. Hồng Giang tư cấp 80 đồng. 80 đồng. Scalander Variegated hàng mờ hiếm nha. 90 đồng. Vô bưng lên cái để. Cái này thì là 80 đồng. 80 đồng. Mấy cái này là fully rooted rồi. Cái này thì là 80 đồng. 80 đồng. Cái này thì là Sky Dancer 80 đồng. 80 đồng. Cái này là 80 đồng. 80 đồng. Cái này là Europe Blue 80 đồng. 80 đồng. Europe Blue 80 đồng. Phát thịt nha. Rồi nguyên băng này chung quy là 80-80 hết cho mọi người nha. Ai muốn lấy cái chùm nào thì cứ chụp hình cho Ngân là 80-80 chùm hết. Đồng giá 80 chùm hết. Chỉ có cái crack này là 130. 130 ha. Rồi cái crack này là Chanel crack thịt 150. 150. Tất cả nguyên băng này là có rẻ hết nha. Còn đây có một cây chào nè. Cây chào hát muôn nè. Cây chào hát muôn 80 đồng. 80 đồng. Cái chào này là cái chào hồ 1.9 hôm bữa, cây bự á, cần cây này là cây nhỏ nha, 80 đồng. Rồi, còn ở trong đây có Big Bang. Big Bang 80 đồng. Cái này cũng Pinkwood Crested 80 đồng. 80 đồng. Cây này 100 đồng Crested Van. Ồ, cây này là 100 đồng. Cây Crested này 100 nè. Cái này 150. Cái này 150. Cái này là 100. Hàng van hết nha mọi người. Nguyên băng này là van hết. Rồi còn cái này là cây bự nè, 100 nè. 100. Cái này là 80 nè, 80. Có nghĩa là nguyên một khúc này là cluster không là 80-80 hết nha mọi người. Cluster không là 80-80. Còn fresh thì là bông hồng xanh nè. Bông hồng xanh cây khoác bự quá. Cái này là 150 đồng. 150. Bông hồng xanh bự nha, có rễ rồi nha. Mà cái bản đẹp nữa. 150. Ti cúp. Cái này nè, 80 đồng. 80 đồng. Cái màu này lạ lắm mọi người. 80 đồng nha mọi người. Ti cúp, cái này là ti cúp 80 đồng. Painting 80 đồng luôn. 80 đồng. Vừa crafted mà vừa hàng chùm luôn nha, 80 đồng. 80 đồng nha, crafted và hàng chùm 80. Ở đây có cây Winsen 80 đồng luôn. Quay quay. Cây đó là crafted va nè, 80. Cây này là 80 đồng. Cây này 80. Còn cây này là lên va nè. Cây này 100 đồng, cây này là màu tím đẹp lắm. 100. Rất là bự nha, 100 đồng. Cây này Medusa Fretted nè. Medusa Fretted mà lên không có bị gãy gì hết, fully rooted nha. Cây này là 150. 150. Hàng va nha, 150 đồng. Cái này mà thay chậu đẹp lắm nha mọi người. 150 đồng hàng va. Còn này là Inventing va. Còn cái này là kiwi va nè. 50 đồng. 50 đồng. Cái này cũng hàng va mà đang lên. Oh my god.
Cái này là 50 đồng. $50. Rồi ok mọi người ha. Red Garnet va không gãy không bị gì hết, fully rusted luôn mọi người. 250 nha mọi người. 250. Đây này phải bỏ ra ngoài ngoài chậu truy đi. Trồng rất là nhiều cây thì cây này healthy lắm luôn. Fully rusted không bị gì hết, rất là cao, rất là bự luôn. 250. Cây này là 80 đồng ti cấp nè. $80. Có một cây ti cấp nữa nè. Giá đẹp. Red Garnet nè. Cây này Red Garnet 250. Cây này giá tính hoạt đẹp lắm. 250. $250. Red Garnet đó mọi người. Cái này thì variegated hồng da. Cái này 250 luôn. $250. 250. 250. 300. Đó 123. Cái nào 300? Cái hàng sau lưng này 300. Quay, nãy cây đó vô kêu 250 vô. Tất cả ba cây này 250 luôn hả? Nãy vô kêu cây này 250. Ba cây này là ba cây hoàn hảo, 250, 250. Thôi, có một cây hoàn hảo bự nhất nữa nè. Cây này thì là 450. 400. Cây này 450. Cây này không có biết tên nha. Cây này hình như là không có biết tên. Cây này là 450. Nè mọi người coi cái ba của nó nè. 450 mấy, 4 cây này là cây rất là bự nha. 450. Trong băng thì có cây này bự nhất. Còn cây này là ba nè. Cây này nhiêu? 170. 170. 170 hàng ba mà hàng hiếm. 170. Còn 4 cây còn lại là chi cấp hết á. Nè, cái cây này nó sẽ lên như vậy nè mọi người. Cái bông chi cấp này nó sẽ lên như vậy. Ok. Đó là is why là khi mà thay chậu mấy em rất là đẹp. Bốn em này là bốn em hoàn hảo, không có bị gì hết. Ok, có rất là nhiều cây thì bữa sau Ngân sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Hôm nay mình chỉ đang làm thôi. Đây là những cái cây mà Ngân trồng quay sơ, là Ngân trồng trong chậu rất thích á. Cho nên có rẻ hơn như mấy. Đó là như vậy đó. Đó là Ngân trồng vậy đó. Nè, bên đây cũng có một cây. Nhưng mà thân thêm á, nó bị thúi nè. Thúi rẻ, không phải lúc nào mình trồng mình cũng được success đó mọi người. Có khi nó bị thúi, để thuốc lên cho nó bị gì. Nó có rễ rồi, ô chỗ này nó bị, nó còn xanh là nó còn sống. Biết như vậy nãy là cắt sơ sơ phía trước thôi. Còn chỗ này nó khô là nó ok nè. Khi mà nó khô lại thì nó sẽ sống nha. Khúc này phơi khô lên cho Ngân khoảng 1 tuần là mình trồng được rồi ha. Cây này nếu mà mình trồng á, mình để ngang qua vậy nó sẽ rất là đẹp ha. Cây này giá cho mọi người là 140 đồng ha. Nó là hàng này luôn. Đó là family của ti cấp. Khi mà cái màu lên nó sẽ đẹp lắm mọi người ha. Đó, sẽ rất là đẹp ha. Rồi cái này Ngân phơi khô, chơi nắng, ngoài nắng phơi khô đi. Tâm đất quay Ngân nói là chơi cây va mà mình trộn đất không đúng cách là nó bị thúi á, là như vậy đó. Giống như là để kiểm tra cái đất này coi nó bị gì mà nó làm thúi cây. Để em đổ ra coi nó bị dính nước không. Nghe ha. Bây giờ đây là một cái thau đất. Vô cái đổ ra cho mọi người coi lý do tại sao mà nó bị thúi nha. Thấy chưa mọi người thấy không, nó không có nhiều cái đồ mà đỡ lai với phơm à, cái đồ gì á, nó không có nhiều mấy cái đất khoát nước cái đó hả, để mình trộn vô sờ coi chị Hương sờ thôi,
nó ướt nhẹp à. Ừ, đúng rồi, nó ướt nhẹp à. Nó ướt nhẹp à. Không phải hương su ra cho mọi người coi à, để mọi người hiểu được là lý do tại sao cái cây nó chết nha. Ngân biết được á là tại vì Ngân có quá nhiều cây thì Ngân sẽ biết nó chết mỗi cái mỗi loại. Khi mà Ngân nó chết Ngân đổ ra Ngân coi thì đa số Ngân thấy là cái đất á mà mình trộn á mà không đúng cách là cây chết nhiều nhất. Cái nghĩa mấy anh chị phải trộn nè, coi nè, bóp mà nó ra nước luôn nè, là nó chu, nó chu quét đó, nó không có thoát nước được á nè, nó quá là nhão nhẹt cái đất nè, là nó sẽ dễ làm cho cái cây của mình bị úng rễ lắm mọi người. Cho nên trộn đúng cách vô, trộn đất đúng có cách vô, lai với phơ mịch vô đỡm thôi để mà cho cái đất nó thoát nước cho nó tốt. Chứ nào ngồi sờ coi coi bóp mà thôi mà chảy nước như vậy luôn là không được rồi nè. That is why cái cây này bị thúi, thúi rễ nha, thấy không? Cái này chứ có thể nhiều lúc nằm ngoài mưa bị mắc mưa, nó bị mắc mưa, nhưng mà ví dụ mà mình đất nó không có thoát nước nhiều. Giờ Ngân thử đổ cái cây này, lý do tại sao nó cũng nằm, cây này cũng nằm ngoài mưa nè, nhưng mà tại sao cây này nó không bị nha. Mình đổ đất lại coi nha, tại vì Ngân mấy cây này khỏe rồi, Ngân cũng sẽ thay chậu hết nè, coi nhà có rễ rồi. Cây này không, cây này có nhiều phôi lai hơn, đất nó béo hơn nè, không nè, Ngân bóp nè, Ngân bóp là nó không có chảy nước nhão nhão giống như hồi nãy, nó ráo hơn nè, nó có nhiều bơ lai hơn được một chút. Cho nên cây này, cây này là rất tơi, để thêm cây này cho, cây này cũng là thuộc cây có rễ luôn đó, thấy không? Cái này cũng được xem trên đất nè, nó tơi hơn nè, cây này còn tơi hơn nữa. Đó. Nè, cây này không bị thối. Nó rẻ nè. Tất cả mấy cây này Ngân sẽ vô chậu chui đi lại hết. Cây này của Ngân cũng không có bị thối nè. Ngân sẽ mở ra. Cây này của Ngân trồng được 6 tháng rồi, xích mình nè. Chưa, mọi người có thấy cái đất chưa nè, thấy không, nó sôi nha, dùm bóp nè, bóp đâu có thấy à, nó không có chảy nước đâu, sôi nó chung quy là rồi. Ok, giờ Ngân quay nắng rồi, Ngân cho thầy qua chợ đi thôi. Rồi, video của mình đến đây xin ngưng nha.